này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng tu năm loại mắt sáu phép thần thông nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu năm loại mắt sáu phép thần thông ta có thể xả việc này đối với việc này do việc này vì việc này tu năm loại mắt sáu phép thần thông như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước mà tu năm loại mắt sáu phép thần thông khi ấy chẳng thấy sở tu là năm loại mắt sáu phép thần thông lại cũng chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả phật pháp như thế là đại bồ tát an trụ tâm vô lậu mà tu năm loại mắt sáu phép thần thông này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng tu mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng ta có thể xả việc này đối với việc này do việc này vì việc này thì tu mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng như thế Thế, là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không ô nhiễm, không chấp trước mà tu mười lực phật bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng. Khi ấy chẳng thấy sở tu là mười lực phật bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả phật pháp như thế là đại bồ tát an trụ tâm vô lậu mà tu mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng tu đại từ đại bi đại hỷ đại xả nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu đại từ đại bi đại hỷ đại xả ta có thể xả việc này đối với việc này do việc này vì việc này tu đại từ Đại bi, đại hỷ, đại xả, như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng, không ô nhiễm, không chấp trước mà tu đại từ đại bi đại hỷ đại xả, khi ấy chẳng thấy sở tu là đại từ đại bi đại hỷ đại xả, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả Phật pháp. Như thế là đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà tu đại từ đại bi đại hỷ đại xả này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả ta có thể xả việc này đối với việc này do việc này vì việc này tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước mà tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả khi ấy chẳng thấy sở tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả phật pháp như thế là đại bồ tát an trụ tâm vô lậu mà tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả